Đây là cổng và nhà của ban chỉ huy trại giam nhà tù Phú Quốc. Nơi đây có những tướng tá Mỹ và sĩ quan chế độ cũ điều hành, quản lý hệ thống nhà tù Phú Quốc. Và cao điểm nơi đây tập trung toàn bộ sĩ quan và binh lính để cai quản nhà tù. Tổng đạt con số tới 2.000. Và mọi hình thức tra tấn, giả man đều xuất phát từ đây. Và ngày nay đây trở thành cái cổng di tích để thấy được đảo Phú Quốc không chỉ là thiên nhiên hùng vĩ mà nó còn có một cái giai đoạn lịch sử rất ác liệt. Quý vị hãy đến An Thới, cách khoảng 2 cây số, là nhìn thấy bên trái, nếu đi từ Dương Đông thì thấy được di tích này, hãy ghé vào tham quan.